Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực kem nha các bạn. Đực kem, đực trang cô lai nha các bạn. Đây đứng trước mặt bạn là cặp đực kem nè các bạn. Cặp này thì chủ báo giá là 76 triệu nha các bạn. Đó, con trước mặt bạn con này là nãy là đo là ngoài 1m3 bò nha các bạn. Ngoài 1m3, con này là 1m3 nè các bạn. Con này 1m3. Con nào cũng có đòn dốc hết nha các bạn. Chân móng hoàn thiện, có đòn dốc. Sái tích nghiêm chỉnh luôn. Bò kem, cặp kem này con nào cũng có thể đi nọc được nha các bạn. Lưng đôi. Chân móng hoàn thiện. Dậu đồ, dậu yếm đồ nghiêm chỉnh nha các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh luôn, lưng đôi luôn. Con nào các bạn cũng để nọc được nha các bạn. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh. Cặp này thì chủ báo giá là 76 nha các bạn. 76 triệu. Con này mà 1m3 nè các bạn. Con này 1m3 bò. Giò cẳng chân sóc chân đồ chân cẳng đồ mầm mầm bò nha các bạn. Lớn bò. Bò này là các bạn nào có nhu cầu mà mua về mà dỗ béo cũng được nè các bạn. Và nuôi nuôi nọc cũng ok nha các bạn, cũng được nha. Chân móng hoàn thiện. Con này là ngoài 1m3 bò nè các bạn. Con này thì cũng chân móng hoàn thiện luôn. Sái tích nghiêm chỉnh luôn. Dậu yếm có đòn dốc lưng đôi nha các bạn. Chân móng sò. Để nọc cũng được nha các bạn. Rất thích hợp để nọc, tại vì là nghiêm chỉnh tất cả, sẽ tích nghiêm chỉnh luôn. Các bạn nào muốn mua dỗ béo cũng được, mà muốn mua để nọc cũng được, tại vì bò này nó là sái tích nghiêm chỉnh hết. Chân móng hoàn thiện, bò này còn cao lớn nữa nha các bạn. Bò này còn non bò lắm nha các bạn. Cặp này thì chủ báo giá là 76 triệu. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cặp bò này lại một lần nữa cho các bạn xem nha các bạn. Bò này con nào cũng con 1m3, con ngoài 1m3 nha các bạn. Phải không, lưng lưng đôi luôn các bạn. Con nào cũng lưng đôi hết. Dậu yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Bây giờ mình quay cận cảnh cặp này lại một lần nữa nha các bạn. Rồi các bạn nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình, comment trên màn hình video nha các bạn.